Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì có 3 trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp thứ nhất, học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm 2021 hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước, bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi. Những trường hợp này phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên. Trường hợp thứ hai, học sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi. Các trường hợp này phải có điểm của những bài đã thi đạt từ 5 trở lên, có xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên ở lớp 12. Trường hợp thứ ba, học sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 36/2019 NĐ-CP là vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế. Đối với thí sinh là bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp giống các trường hợp đặc biệt khác như tai nạn, ốm đau, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác.